Hôm nay gặp được kỹ sư rồi nha các bạn. Kỹ sư Vũ nè. Kỹ sư Vũ chuyên đấu đầu máy cài với tháp cầu máy cài nè. Ông chú này thì anh em miền Trung đều biết nhiều lắm nè. Đồng này ở đây bữa nay sớ là đồng Phú Hưng, Phú Tân, An Giang nha các bạn. Đó. Lo đi làm máy người ta không, bây giờ máy nhà chưa làm xong nữa nè. Nhưng mà chạy cũng còn phà kỳ luôn. Con này là Isuzu 2500. Đấu đầu Isuzu 4BD1, đắt lại 2 đó. Đầu này thì đầu zin có turbo nhưng mà ông chú không tháo ra. À, đi vòng bè nhìn đã chưa. Cái dòng Isuzu đỏ này thì nó zin là một cầu nha các bạn. Ở đây thì sớ đi sớ mấy đất này thì mấy con đỏ này là đa số là lên cầu hết. Đã chưa. Dòng bè này là nghiến sướng luôn. Nghiến lê ga nhìn đã đắt lắm. Đó. Mình quay clip lên thì mấy anh em mà Vũng Tàu với Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk rồi đó là biết chú đó. Ông gài ông đi miền Trung mới đi làm máy mới về. Về ngày ông kêu ông kè tới bữa nay mới quay được ổng nè. Ông đi Phú Yên. Giờ chuẩn bị sớ xong máy ô này thì chuẩn bị đi Bình Định nữa nè. Đó, cầu mà trước là ổng đấu cầu xe tải nha các bạn. Bánh chưa đâu, bánh đó hình như là lên tới bánh 19-20 gì luôn rồi. Đổ hơ rồi nhưng mà chạy cũng phà kỳ lắm. Đầu này ông muốn nói đầu zin nó là có turbo nữa nhưng mà tháo ra. Dàn sớ đó dàn Isuzu nha các bạn. Nguyên cái sứ này, máy Isuzu này nói chung là mấy con máy đời cũ mà nhỏ nhỏ này là người ta phải đấu đầu hết trơn. Đấu đầu lên chạy mới nổi. Cái bô nhìn quá đã, Isuzu. À, cái thùng dầu 60 lít đó, đổ thùng đó 2 can mà sức chạy luôn. Ông đi miết à. Toàn đi làm máy người ta không, bây giờ cái máy này bây giờ thì ghê luôn mà ổng cũng chưa có làm được á. Còn cái ô này sẽ gò nè, thấy không, nhìn đắt đỏ không. Mới tắt nhất đó còn tắt nữa. Tắt nữa mới vô chạc. Đó. Lòng vòng sớm mình sớm có được nhiêu đây dưới bên này nè. Đây là ô bên này nhìn mới đã, ô bên này nó ít nước nhìn mới thấy mặt nè. Dàn Isuzu này ổng tự mua về ổng sắp gần sớm luôn nha các bạn. Nói chung ông này ổng thợ rồi, cái gì ổng cũng tự làm nhà đó. Bánh này chắc 20 quá, nhìn quá lớn ở bánh trước. Bánh sau mâm 28 nè, mà không biết mấy, chắc 12, 4, 28 quá. À, sẵn đây mình cũng có vài là gửi tới với anh em. Sẵn dịp quay được máy chú Vũ nè. Cũng có kha khá anh em là được chú Vũ đấu máy, cũng có mời mình, ngỏ ý cho mình đi quay máy nữa. Nhưng mà anh em thông cảm cái là quá xa đi. Công việc mình nó cũng nhiều nữa, cho nên không có đi được ở đâu hết trơn á. Thậm chí nhiều khi ông chú Vũ ông gọi muốn cháy máy luôn mà không bắt máy không được nữa. Nói nào nói ngay thì mình đi quay cái này thì quay cũng kiểu như đam mê thôi, khoái máy đi quay thôi. Với công việc chính của mình thì nó cũng đầu tắt mặt tối. Ban ngày giấc sáng thì ngủ nướng tới 9-10 giờ. Chắc chiều thì khi nào rảnh thì nhín ra thời gian vài tiếng đi quay máy cho anh em rồi là bắt đầu về chiều tới tối, thậm chí tới khuya luôn, bắt đầu là vô công việc luôn đó. Cho nên nhiều anh em cũng nhắn tin với kêu gọi đi quay máy luôn, nhưng mà không có dám hứa cho nên không có đi đâu được hết trơn á. Anh em thông cảm nha. À, cái mặt robot ở đây thì toàn bộ là xài Isuzu đỏ đó các bạn, đồ chẳng này đó.
hàng tư, hàng gửi, còn 3.1 với hàng 810 đồ thì có vài chiếc à. Đó, đấu cầu rồi là lên chợ lực luôn. Ông có mua cái đầu 95 rồi đó, mặt gam đồ cũng rồi, bây giờ chỉ chờ đấu lên đây thôi đó mà chưa có thời gian đấu nữa. Mình tưởng là mùa này quay được máy ông đấu rồi. Chú có nói là đấu đầu 95 rồi lên đích của ban gửi luôn. Ông tính chơi lên bánh 16-9-28 nữa, bằng bánh 60-40 phòng lớn. Để quay cận mặt tài xế cho anh em xem nè. Đó, nguyên cái dùng, nguyên cái xứ này là máy ở đây là ổng đấu không đấy. À, đi dòng bìa nó nghiến đắt nhìn sướng lắm. Đậu rồi, đấu hơi rồi. Đây cái tì nè, mấy dùng ở đây lên cầu phải lên ti chứ lên chợ lực. Không lên chạy lực là lái mệt lắm. Mấy con đỏ đỏ này mà còn đi một cầu ghim này đi rất lại mệt lắm. Khoái nhất Isuki được khoái nhất Kibo. Cái giọng nói nó quắn cái bao vô. Quắn cái bao kìa cháu. Khúc nó quắn cái bao kìa. Hừ, đổ hừ nó kìa. Vậy cái cầu đó chú đi cầu về xe tải luôn đó hả? Cầu 1 tấn đó phải không? Tấn 2. Bánh đó bánh 19 hả 20? Cũng 18-22 đó. 22 lần hả? 8-22 mà tưởng đâu 9, 19-20 à. Ô phải rồi, lại gần nó bự nè. Dạng này con nhớ Isuki rồi phải không? Dạng này Mitsu. Mitsu. Vậy là ông kia mới Isuki. Ở đây xài không có dạng nào Isuki. Có, chú của nó còn dạng Isuki. Có cái máy, cái máy xanh mà quá quay mà ở trên cái thành á. Dạ, dạ, đó. Xinh á, cái máy đó là dạng Isuki, có dạng cái tàu đủ rồi cho nó luôn á. Dạ, bởi con nhớ không nói dạng Isuki là dạng này Mitsu. Ừ, cái máy nó tàu đủ luôn á. Dạ. Chú của nó quay cái máy đỏ cũng lớp 8 đó. Dạ. Không đấu luôn á. Con của hổng quay chạy đây nè. Con Isuki hàng đứng mà nó đưa nó lên bánh. Tao cũng đấu nguồn đó luôn, nó xe hàng cũng được á. Con quay đây con không nhớ ta. Quay con đó. Quay con đó làm sao đi á. Thảo đời nhớ quay mấy chú không à. Quay có máy đỏ đây nè. Tao không có quay cái máy đó, biết không? Ờ phải rồi, phải con quay là con nhớ rồi. Không có quay cái máy đó. Vậy là sớ xong cái này rồi đi Bình Định. Ừ. Rồi máy này ông bỏ thối luôn. Ừ. Bà mẹ đấu á, đi ba tay đấu ba tay trăm rồi là đi luôn á. Dạ. Chiếc ba tay chưa quay được đâu, nên ông nằm túi ở trong đâu có lội vô được đâu. Dạ. Phải gần gần ngoài đường lội vô được. Ở bữa vậy là mẹ
hết á. Dạ. Chứ bữa nay nó xới đâu rồi ta? Tránh Phú Bình rồi chứ không có xới không chú? Không, xới vòng vòng đây không mà xới không kịp nữa nè. Thôi, nó đổ theo đó. Cái này chứ 14, 2, 28 quá à. 13, 26. 26. Muốn đụng về luôn rồi. Đưa cho nó cầu hết máy rồi, đưa hết trơn luôn. Nói chung là nguyên bộ luôn á. Là bữa đó chú đem con ngoài luôn đó hả? Ờ, đem con ngoài luôn rồi, đóng máy luôn đó. Dạ. Bữa nào đến gỡ cái máy vô này. Thấy đường đâu không ơi, nắng lắm. Từ từ làm, chắc mùa sau là rồi. À, vô vòng trong bắt đầu mới tăng tốc nè. ngừng lại đổ hơi mới nhìn mới thấy ớn. À, đồng này là năm đầu tiên của ba vụ nha các bạn. Ở đây ba năm tám vụ, năm rồi là thả lũ. Cung B đề 1, tắt lại 2. Tắt lại 2 này không tục bô. Mà không biết ông này ông tháo ở đâu xuống. Tắt lại 2 này nó nằm ở trên con Isuzu 6000. Mấy con này nếu mà nằm trên đầu xe tải tua nó tới 3000 mấy lần. 3000, 3200. Nói chung là từ 2800 trở lên tua cao lắm. Còn nó nằm ở trên thằng Isuzu 6000, mình không nhớ nó mã máy nhưng mà nó cũng tắt lại 2 đó. Bánh ngoài trước tới 22 lần nha các bạn. 8 22 à, chứ 19. Còn bánh sau là 13 26. Nếu mà mình nói đâu là 28 14 2 28. Cái cầu trước này, cầu 1 tấn 2 này, cầu cũng mới đấu nè. Cái cầu cũ cũng gỡ, cũng bán người ta rồi. Gỡ trọn bộ.